Xin chào các bạn đã quay trở lại với Cine. Hôm nay Cine chúng mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá một dự án bởi chủ đầu tư đến từ Singapore. Nhưng trước khi Cine dẫn các bạn đi khám phá dự án này, mình đố các bạn quận nào là quận nhỏ nhất và được mệnh danh là ốc đảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi trả lời câu hỏi này, các bạn nhớ like và subscribe kênh Cine chúng mình để Cine chúng mình có thể chia sẻ thêm nhiều góc nhìn ra với cộng đồng nhé. Trước khi chia sẻ sâu thêm về dự án, mình sẽ trả lời câu hỏi quận nào là quận nhỏ nhất và được mệnh danh là ốc đảo tại thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là quận 4. Và vị trí hiện tại mình đang đứng đây chính là dự án De La Salle được phát triển bởi chủ đầu tư Capitaland đến từ Singapore. Và trước khi đi tham quan dự án, mời các bạn hãy tìm hiểu một chút về chủ đầu tư nhé. Capitaland là công ty có trụ sở chính tại Singapore và hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Đây là một trong những công ty bất động sản lớn nhất châu Á, có mặt tại hơn 260 thành phố ở hơn 30 quốc gia. Công ty tập trung vào Singapore và Trung Quốc là hai thị trường cốt lõi, trong khi tiếp tục mở rộng tại các thị trường như Ấn Độ, Việt Nam, Úc, châu Âu và Hoa Kỳ. Và sau 15 năm, họ đã phát triển được 13 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 9 dự án đã bàn giao nhà lẫn sổ hồng. Còn lại 3 dự án vẫn đang xây dựng. Chúng ta có thể kể đến như The Vista, Spark Ring, The Crista, Crestviewer, Defy, D1 Mansion, Vista Verde, Felix and Vista, Sunset Felix, De La Salle, D2H, Dex Thảo Điền và Zenity. Về chất lượng sản phẩm cũng như mức độ lợi nhuận tăng giá bền vững theo thời gian của các dự án do chủ đầu tư Capitaland phát triển đã được kiểm chứng rất rõ ràng qua thời gian. Mức độ lợi nhuận này chúng ta có thể kiểm chứng qua các dự án như The Crista, Park Spring hay The Vista. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về vị trí cũng như tiềm năng của dự án De La Salle nha. De La Salle tọa lạc ngay tại số 1 đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi kết nối với 4 con đường chính của quận 4 và theo quy hoạch mới lên đến 25m, là đường Nguyễn Tất Thành, Bến Vân Đồn, Nguyễn Khoái và đường Tôn Thất Thuyết. Chúng ta di chuyển đến De La Salle như thế nào các bạn? Từ trung tâm quận nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ, di chuyển qua cầu Khánh Hội, kết nối xuống Bến Vân Đồn và di chuyển qua Tôn Thất Thuyết là chúng ta đã có thể đến dự án. Với quãng đường tầm 4km và thời gian di chuyển thuận lợi khoảng 15 phút. Tổng quy mô của dự án là 1,45 hectare, bao gồm 3 tòa tháp là Cello, Base và Anto với 870 căn hộ. Trước khi Cine đi sâu review và phân tích dự án này, chúng ta hãy cùng nhìn toàn cảnh dự án này từ trên cao nhé. Đầu tiên, để nói về De La Salle, thì điểm mạnh của dự án này là nằm ngay bên cạnh bờ sông Kinh Tẻ. Và như các bạn cũng đã biết, ở thời điểm hiện tại, quỹ đất tại những quận trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, quận 4 là vô cùng khan hiếm. Và vì thế, quỹ đất ven sông, ven những kênh rạch lớn thì còn khan hiếm hơn. Đây cũng có thể cho là điểm mạnh của dự án này. Về thiết kế mặt bằng, phải nói là rất ấn tượng. Do rất am hiểu văn hóa và con người Việt Nam, cho nên tất cả các căn hộ đều có nhiều cửa sổ thông thoáng, giúp cho việc lấy gió và ánh sáng tốt hơn. Đánh giá cao nhất của Cine là các sản phẩm căn hộ 2 khóa và 3 khóa riêng biệt có thể cho thuê 1 phòng hoặc 2 phòng, còn lại 1 phòng dùng để ở. Đây là những sản phẩm rất phù hợp với khách hàng và gia đình có đa thế hệ. Các bạn có thể cho thuê hoặc bạn bè mua chung một căn. Về tiện ích, với số lượng thang máy lên đến 10 thang cho 24 căn trên một tầng, tỷ lệ chỉ có 2,4 căn một thang là chỉ có trong các sản phẩm hạng A. Và đây là tiêu chuẩn chỉ có trong các dòng sản phẩm cao cấp mà Cine đánh giá rất cao.
Còn một vấn đề quan ngại nhất và cũng là lần đầu tiên mà chủ đầu tư Capital Land gặp phải tại thị trường Việt Nam, đó là vào năm 2018 họ đã phải tạm hoãn thi công dự án này do bị vướng về pháp lý. Thực sự thì đây cũng là tình hình chung vào thời điểm ấy, nhưng rủi ro luôn đi kèm với cơ hội. Với những khách hàng đã sở hữu dự án này ở giai đoạn đầu, hiện tại họ đã đạt được mức lợi nhuận đâu đó tầm 30-40% thôi các bạn. Vậy pháp lý của De La Soul như thế nào? Theo như các bạn quan sát đó, hiện tại cả 3 tòa tháp của De La Soul đều đã được cất nóc, thì cũng phần nào đoán được pháp lý rồi đúng không ạ? Và theo như thông tin mà Khoa nắm được thì hiện tại pháp lý của De La Soul đã xong từ tháng 12 năm 2021. Vậy còn cơ hội đầu tư của dự án De La Soul này như thế nào? Theo phân tích của mình, chúng ta có hai góc nhìn là về chính sách bán hàng và tài chính. Với chính sách bán hàng hiện tại của chủ đầu tư, khách hàng chỉ cần ký 30% hợp đồng mua bán. Sau đó nếu khách hàng nào muốn vay, ngân hàng sẽ giải ngân 65% còn lại và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ vay không lãi suất đến năm 2026. Với chính sách đó, bây giờ chúng ta hãy cùng làm một bài toán nhỏ nhé. Ở mức kỳ vọng, chỉ cần một năm tăng 7% so với 30% số vốn ban đầu, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được lợi nhuận đâu đó tầm 40%. Đó là một mức lợi nhuận khá tốt so với thời điểm hiện tại. Ngoài ra, xét trên một số yếu tố về quy hoạch của khu vực dự án De La Soul, chúng ta có thể thấy khá là chỉnh chu trong tương lai. Như khu đất bên cạnh hiện tại sẽ được quy hoạch cao tầng giống như De La Soul, có thể sau này sẽ là một dự án, và nếu dự án đó ra đời sẽ tạo được giá trị thị trường cũng như định hình được một khung giá nhất định cho De La Soul. Ở giữa De La Soul và khu đất này sẽ là trục đường giao thông được xây dựng mới. Cùng với đó thì mặt tiền của khu đất này bên cạnh De La Soul tương lai sẽ được quy hoạch trường tiểu học với tổng diện tích gần 2.000m². Như các bạn đang thấy, hay với những người thường xuyên đi qua khu vực này hoặc những người đã sinh sống ở quận 4 từ rất là lâu rồi giống như Khoa đây, thì với những cái quy hoạch cũ tại quận 4 á, chúng ta có những con đường rất là nhỏ, đâu đó chỉ tầm 12m thôi các bạn, y chang như con đường Tôn Thất Thuyết, mặt tiền của dự án như các bạn đang quan sát thấy nè. Với cái hiện trạng đó thì vào giờ tan tầm hay giờ cao điểm á, rất là dễ xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ, gây khó chịu cho người đi đường. Điểm mà Cine đánh giá chưa cao là khu vực xung quanh của dự án. Do đây vẫn còn là khu lao động nên cảm giác hơi ổ chuột và nhếch nhác. Tuy nhiên, nếu nhìn về quy hoạch trong tương lai thì ta thấy vị trí này khá là tốt. Khi check qua quy hoạch, các bạn có thể thấy toàn bộ quỹ đất trước mặt tiền De La Soul trên trục đường Tôn Thất Thuyết theo quy hoạch mới sẽ là đất giao thông và quy hoạch công viên công cộng. View từ những căn hộ mặt tiền Tôn Thất Thuyết có thể nhìn sang bên kia bờ sông Kinh Tẻ là đường Trần Xuân Soạn của quận 7, hiện tại đã được quy hoạch mới khá chỉnh chu. Hy vọng tương lai gần, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Tôn Thất Thuyết lên 25m và giải tỏa những áp lực cho con kênh này. Ở một góc nhìn khác thì theo quan sát của team Cine chúng mình á, và vị trí hiện tại của Khoa đang đứng đây đối diện dự án là ngay bờ sông Kinh Tẻ, và đặc thù của sông nước kênh rạch ở trung tâm Sài Gòn là bị ô nhiễm khá nặng, cho nên nếu mà nói là chúng ta có một môi trường sống xanh mát ở đây thì chưa hẳn các bạn ạ. Sau khi đi trải nghiệm thực tế tại dự án thì hiện tại Khoa đang đứng ngay khu căn hộ mẫu của De La Soul, và bây giờ Khoa xin mời các bạn đi tham quan căn hộ mẫu của De La Soul nhé. Xin mời. Và đây là căn 2 phòng ngủ phổ biến nhất của dự án, có diện tích hơn 72m². Bây giờ chúng ta cùng đi khám phá nhé. I've been thinking lately about the writing on the wall.
Sau khi đã xem qua tổng thể căn hộ 2 phòng ngủ này thì chúng ta hãy xem là căn hộ này bàn giao những gì. Đầu tiên là Khoa thấy có tủ giày nha các bạn. Qua đây là khu vực bếp. Còn khu vực bếp thì chúng ta sẽ nhận bàn giao mặt bếp bằng đá hoa cương, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bồn rửa chén ở đây, một bếp từ, máy hút mùi và đặc biệt là có cả lò nướng cực kỳ xịn sò các bạn nhé. Rồi, mời các bạn chúng ta đi chuyển qua khu vực phòng khách. À, khu vực phòng khách chúng ta có bàn giao một cái máy lạnh. Tổng là chúng ta có 3 cái máy lạnh luôn nha các bạn, một phòng khách và cả 2 phòng ngủ luôn. Trong khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta nhận bàn giao luôn cả tủ của lavabo. Còn đây là khu vực phòng ngủ nhỏ các bạn ạ. Ở phòng ngủ nhỏ thì chúng ta có cả tủ quần áo. Và đây là căn hộ 3 phòng ngủ, có diện tích hơn 106m2, được gọi là căn hộ Dual Key. Vậy căn hộ Dual Key là như thế nào? Căn hộ Dual Key lần đầu tiên xuất hiện là ở Singapore vào năm 2009, sau đó nhanh chóng lan rộng ra các thị trường ở châu Á như Hồng Kông, Hàn Quốc và hiện tại đang có mặt tại Việt Nam. Loại hình căn hộ này rất phù hợp cho những gia đình đa thế hệ, những người thường xuyên đi công tác và cả những chủ sở hữu có nhu cầu cho thuê. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào tham quan căn hộ 3 phòng ngủ này nhé. Rồi đi vào đây thì chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao chúng ta bếp với tủ mặt bếp là đá hoa cương, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bồn rửa chén, bếp từ và cũng có cả máy hút mùi nữa các bạn. Chúng ta hãy cùng vào khu vực chính. Ở khu vực chính thì chủ đầu tư cũng sẽ bàn giao cho chúng ta một tủ quần áo lớn các bạn nha. Đây thưa các bạn, tuy là chúng ta có 2 khóa cho 2 không gian riêng biệt nhưng chúng ta vẫn sẽ nhận bàn giao và sử dụng chung một tủ giày các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu thêm vào bên trong nè của căn chính 3 phòng ngủ. Và đây là khu vực phòng khách, khu vực sử dụng chung. Khu vực phòng khách này thì kết nối luôn với một ban công cực kỳ rộng rãi và thoáng mát đó các bạn. Bây giờ Khoa sẽ ngồi thử lên chiếc ghế sofa này nha. Đấy. Các bạn cứ tưởng tượng xem sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi mà nếu chúng ta được ngồi thư giãn quay quần trong một cái không gian ấm cúng như thế này với gia đình thì cũng tuyệt vời lắm các bạn nha. Rồi bây giờ Khoa sẽ tiếp tục đi qua khu vực bếp xem khu vực bếp như thế nào các bạn. Đây là khu vực bếp và khu vực bếp cũng có cửa ngăn cách riêng với phòng khách các bạn nha. Sau khu vực bếp đây các bạn có thể thấy là khu vực lô gia thì chủ đầu tư vẫn sẽ bàn giao cho chúng ta bếp với mặt đá hoa cương, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ bếp bên này, bồn rửa chén đây các bạn ạ, bếp từ, máy hút mùi và đặc biệt là vẫn có lò nướng các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua một khu vực cũng khá là đặc biệt trong căn hộ chính này. Đây các bạn, trong căn hộ chính này thì chúng ta có một phòng làm việc
được thiết kế phải nói là không khác gì các phòng làm việc của các chủ tịch, các giám đốc lớn cả. Đấy, theo như các bạn thì nếu mà các bạn có phòng làm việc như thế này thì năng suất làm việc các bạn có cao và có tốt không? Đấy, Khoa là Khoa thích cái phòng làm việc như thế này rồi đấy. Đặc biệt nha các bạn nhờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu vực phòng ngủ chính. Ở khu vực phòng ngủ chính, ồ, tuyệt vời, cũng khá là rộng rãi các bạn nha. Ở khu vực phòng ngủ chính thì chúng ta cũng sẽ có một cái cửa sổ view toàn cảnh ra bên ngoài. Chiếc giường khá lớn, cũng khá êm ái à. Chúng ta cũng sẽ có bàn giao một tủ quần áo lớn. Đấy, nhà vệ sinh thì cũng có cả tủ lavabo, máy nước nóng. Rồi bây giờ chúng ta quay ra nào. Sau khi đã tham quan xong hai căn nhà mẫu này thì chúng ta thấy có rất là nhiều ưu điểm về thiết kế cũng như những tiện ích mà chủ đầu tư bàn giao. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số hạn chế nhỏ. Như các bạn đang thấy đây thì do phải hy sinh diện tích cho căn studio cho nên phòng khách chính của căn hai phòng ngủ hơi nhỏ các bạn ạ, hơi nhỏ. Và tất cả không gian bị chia cắt bởi các bức tường hơi nhiều. Còn đối với khu vực bếp hiện tại thì theo quan sát cũng hơi nhỏ các bạn. Sẽ không phù hợp cho những khách hàng thích bếp đảo hoặc là bếp có quầy bar. Đấy là quan sát và những cái hạn chế rất nhỏ thôi của căn hộ Dual Key. Còn các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment bên dưới thêm để cho Cine biết nhé. Và đó là tất cả những nhận xét và đánh giá của Cine chúng mình về dự án De La Soul. Còn các bạn đánh giá về dự án De La Soul như thế nào? Hãy chia sẻ góc nhìn và quan điểm của mình về dự án này ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.